Xin chào toàn thể anh em đam mê tàu thuyền nha anh em ơi. Bữa nay mình sẽ quay cho anh em xem những con tàu cá lưới rút đêm sức bến nha anh em, tranh nhau ra cửa, đi đổ ghê đổ khối luôn. Chiếc dẫn đầu là dài tầm hơn 20 mét, chiếc chạy bên cạnh là tầm gần 23 mét nha anh em. Tập đoàn tàu cá lưới rút của Phú Yên, chiếc chạy sau đổ khối. Chù chè mấy chiếc xuồng nhỏ này lạng chắc. Mấy xuồng nhỏ thấy ghe lưới rút chạy không biết cua né đường nào. Chiếc dẫn đầu thì đóng phột Bình Định, chiếc đối bên thì đóng phột miền Nam nha anh em. Mẫu ghe của Nha Trang với Ninh Chữ. Nhưng chính thống mẫu ghe của Phú Yên đóng theo phột này. Chạy chưa hết ghe, mới xương bồ. Tiếp một chiếc nữa nè anh em, đóng theo mẫu ghe của tàu cá Phú Yên, cũng làm nghề lưới rút đêm luôn. Tàu cá này dài tầm gần 24 mét, 95249 49 trâu, ghe được trang bị dàn đổ, rê đê, giò nước, sử dụng máy chụp mắt vi. Ghe này thì mình cũng quay cho anh em xem nhiều clip quay về chiếc ghe này rồi. Bên đây quay cái cảnh ra cửa sức bến cho anh em xem. Đây những con tàu cá chạy bắn nước luôn. Hầu như những tàu cá này chỉ chạy gọi là cao ghe thôi chứ chưa phải là đổ khối nha anh em. Chạy chỉ mới cao ghe thôi, khoảng tầm 2 phần ghe, hơn nửa ghe. Ít ai chạy không mà chạy đổ khối đó. Trừ khi chạy theo kiểu như là nghi ké cách tầm mười mấy 20 lý hoặc là chạy đánh lưới thì người ta mới chạy gần hết ghe được. Còn bình thường là chạy đường thì họ giữ mấy sức bến đi biển thì họ đờ ba hơn 2 phần ghe vậy thôi. Cho nên anh em xem thì cũng thấy cái tốc độ di chuyển thôi, còn thực sự hết cái tốc độ của nó là ít khi mình quay lại được. Từ khi những giây phút mà đánh lưới như là chạy nghe ké điểm anh em. Tiếp một chiếc tàu cá thứ ba, mấy ghe nhỏ nhỏ nó chạy rồi nó chia luôn mặt mình hiền. Tàu cá này cũng dài tầm hơn 20 mét, gần 21 mét, chiều ngang tầm 6 mét 4, 6 mét rưỡi. Còn chiếc tầm gần 23 mét là chiều ngang tầm 6 mét 8, 6 mét 9 cho anh em. Sức bến anh em thấy chạy phè nước phè non thì thôi, thực sự là mới hơn 2 phần ghe ha. Anh em xem những clip mình quay về tàu cá lưới rút chạy anh em cũng so sánh với là các cái ghe súc như này. Bởi vì ghe súc thì họ trên ghe họ không có chở gì nhiều, họ chỉ chiếc ghe không nhưng mà một xíu lưới ít dầu thôi. Còn những tàu cá mình quay đi thì họ đi cả tháng, cho nên là họ chứa ở trên tàu cá của họ hầu như là vài chục tấn nước, chục tấn dầu, với là chở một cái dàn lưới của nó với dàn khiên khủng luôn. Thì anh em đừng có so sánh với những chiếc ghe phê súc. Phê súc thì lưới con nhắm rồi, anh em biết rõ rồi. Với là ghe phê súc thì ghe nó cũng không phải là lớn lắm, cho nên là chạy nó phè nước phè non nhìn thấy gơ gì thôi, chứ còn tốc độ nó di chuyển thì cũng có nhanh thật, chứ không phải là nhanh kinh khủng so với anh em Bình Luận ha. Chứ còn bây giờ những cái tàu cá lưới rút này là trang bị toàn là máy đại không, nếu mà đờ ba thì cũng không có thua kém gì so với những cái chiếc ghe mà pha súc. Đây thêm một tàu cá nữa dài tầm 21 mét anh em, đóng theo cột của mẫu ghe Phú Yên Nha Trang Ninh Chữ. Mẫu ghe này phổ biến nhất là ở ba tỉnh Phú Yên, Nha Trang với Ninh Chữ nha anh em. Còn Ninh Thuận, còn vào trong các cái tỉnh mà từ Phan Thiết thì họ sử dụng mẫu tàu cá khác rồi. Đây chiếc 499 bây giờ qua cua ra cửa này nè, mẫu tàu cá Phú Yên nhưng mà đóng theo mẫu tàu cá của Bình Định ha, tàu cá Phú Yên đóng theo mẫu tàu cá Bình Định, rất đẹp, rất chắc chắn. Nhìn con tàu cá cứng nhắc luôn. Đây thêm một tàu cá nữa dài tầm 17 mét rưỡi, rộng 6 mét 2, 6 mét, 6 mét 2. Đây thêm một con tàu cá nữa nè anh em, 253, chiếc này cũng tầm 17 mét rưỡi nha anh em. Những con tàu cá này đóng theo mẫu tàu cá của Nha Trang, đóng ở xưởng Hòn Khói Nha Trang, 95253. Toàn là tàu cá lưới rút hết nha anh em. Những cái video của mình là đa phần là mình quay thiên về tàu cá lưới rút đêm nha anh em ơi. Tàu cá lưới rút đêm khai thác rồi cuộc sống của anh em trên biển. Có rất nhiều video, mình gây lại những cái cảnh rất là đặc sắc. Chỉ có điều thì mình chưa có đủ cái thời gian để đăng tải lên cho anh em xem hết thôi. Thêm một con tàu nữa nè anh em. Đây cũng là tàu cá lưới rút đêm nhưng mà con tàu sắt. Tàu sắt này cũng được trang bị dàn đỏ ha. Đó, những con tàu kéo này chạy phía trước đó. Rồi bây giờ chạy ra ngồi hòng cửa này nè, mình quay zoom xe cho anh em xem. Thêm một chiếc nữa, 95625. Chiếc này cũng dài tầm 21 mét nha anh em. Đóng theo mẫu chính thống của tàu cá Nha Trang luôn, và đóng tại Hòn Khói Nha Trang luôn. Chiếc 253 giờ mới ra khỏi cửa ha. Đây thêm một chiếc nữa, chiếc này dài tầm gần 22 mét, hơn 21 mét, rơm 3 mét 9, cũng đóng theo mẫu tàu cá của Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận. Này, những chiếc tàu cá lúc nãy bây giờ đã ra ngồi khu vực hầm cửa. Nhìn từ xe nhìn những tàu cá lăn tăn quá đẹp luôn. Nhìn máy chạy nhịp nhàng chứ không có đạp căng ga ha. Nhưng mình nói là ít khi người ta chạy cao ga lắm, sức bến họ đờ ba tí xíu gì thôi. Bình thường là gặp cá chạy mới nhiều. Tài công ở đây khác so với tài công ở Kè Ná nha anh em. Tài công ở Kè Ná là đạp cứng bô thôi. Thêm một tàu cá nữa nè anh em. Tàu cá này còn đóng theo mẫu tàu cá của Phú Yên, dài tầm hơn 17 mét, cũng làm nghề lưới rút đêm luôn nha anh em. Ở này khu vực dòng sông nó hẹp cho nên là tàu cá họ ít khi mà họ chạy keo ghe ha, sông nó hẹp với là nó cạn. Con tàu cá lúc nãy quay bây giờ chạy ra ngồi khu vực cửa, dài tầm hơn 21 mét anh em. đóng theo mẫu tàu kéo của Nguyên, trang bị dàn lỗ bên lưới cho nhanh thôi, cái dàn lỗ bên lưới nhanh lắm. Cái dàn lỗ bên lưới nhanh nhưng mà khỏi bị khỏi kẹo đầu nữa, bớt đi một cái nhân lực xuống thúng, anh em làm việc trên game nhiều hơn. Khu vực hầm cửa thì nhiều ghe ra vào tấp nập lắm. Những cái ngày tốt thì những ghe tàu cá hầm ở biển nhiều. Thôi video mình quay xin kết thúc tại đây nha anh em. Hẹn anh em ở video tiếp theo.